cái phần livestream vào tối thứ hai hàng tuần của Anna vào lúc 20 giờ. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói với một cái chủ đề mà phải nói là trong trong ngành nghề của chúng ta mọi người rất là quan tâm, đó là làm thế nào để có thể xây dựng được cái câu chuyện bản thân hiệu quả. Thế câu chuyện bản thân á, thì nó có cái vai trò gì? Câu chuyện bản thân ở trong ngành nghề của chúng ta nó chính là cái xương sống. Nó chính là cái thứ mà quyết định là chúng ta có thể kết nối được với một con người hay không. Chứ nó không phải là những cái câu chuyện về công ty hay những câu chuyện về sản phẩm. Và bởi vì thế như vậy cho nên là câu chuyện bản thân ở đây là một trong những phần hết sức quan trọng. Trong số ở đây mà có bao nhiêu bạn, trong số những người mà đang theo dõi cái phần livestream của Anna này này, có bao nhiêu bạn bạn cảm thấy rằng là bạn đang có một câu chuyện bản thân hiệu quả thì bạn hãy comment là tôi đang có một câu chuyện bản thân hiệu quả. Có bao nhiêu người bạn cảm thấy rằng là bạn vẫn đang còn bị lấn cấn bởi cái câu chuyện bản thân của bạn vẫn chưa cảm thấy hiệu quả lắm, thì bạn hãy comment xuống bên dưới để Anna có thể biết được, Anna biết được xem là tỷ lệ bao nhiêu bạn mà mình đang cảm thấy rằng là mình rất là tự tin về câu chuyện bản thân của mình, và tỷ lệ có bao nhiêu bạn bạn vẫn đang cảm thấy rằng là mình cần phải có một cái cách mà set up một cái cấu trúc chia sẻ câu chuyện bản thân làm sao mà để cho bạn có cái cảm nhận được là bạn nói ra mà nó không những chỉ thể hiện được đúng con người của mình mà nó còn làm cho cái người đối diện có thể cảm thấy kết nối với mình. Có đúng là khi mà chúng ta đi chia sẻ thì cái đầu tiên mình mà nhảy bục vào một cái mình chia sẻ luôn, đi thẳng luôn vào cái công việc của mình chẳng hạn, thì mọi người sẽ cảm thấy là bị dội đúng không ạ? Nhiều khi bảo là không biết là bây giờ phải tự nhiên phải làm sao nói kết nối nó bị sượng sượng, hoặc là tại sao khi người ta nghe mà khi người ta phản hồi, người ta có những cái phản hồi mà nó chưa có được kết nối á, mình chỉ có thể nói như thế thôi. Thì ngày hôm nay Anna sẽ cung cấp cho các bạn một cái cấu trúc câu chuyện mà gồm có 4 bước. Và với 4 bước này thì khi mà bạn cứ nhuần nhuyễn 4 bước này thì Anna tin chắc rằng là bạn sẽ có thể kết nối được với bất kể một cái đối tượng nào mà bạn đang mong muốn. Bởi vì thế này, chúng ta ở đây á, trên hết tất cả là chúng ta hiểu rằng là chúng ta đang muốn kết nối con người thật. Cái thứ mà chúng ta muốn làm ở đây là kết nối con người thật, chứ không phải là kết nối những thứ mà chúng ta chủ đích chúng ta tạo ra, những cái phiên bản không phải là của chúng ta mà là một cái phiên bản mà thật sự của chúng ta, thì nó sẽ mang lại đến chúng ta một cái hiệu quả cao hơn. Và 4 bước của Anna ấy, có bước số đầu tiên, bước đầu tiên có tên gọi là bước bước background, bước background. Đó, bước background. Thế thì các bạn cũng biết đấy, cái background này này Anna chưa biết dịch ra tiếng Việt như thế nào cho nó đầy đủ tất cả mọi cái nghĩa của nó. Background có nghĩa là gì nhỉ? Background có nghĩa là những cái gì thuộc về bạn đấy, những cái gì là của bạn á, nhưng mà mình lại chỉ được nói trong vòng 2 3 câu thôi, chứ mình đừng có giới thiệu cả gọi là 5 7 phút thì không ai nghe đâu. Không ai thích nghe về mình, cái là không ai thích nghe về người khác nhiều cả, cho đến khi người ta biết là cái người khác đấy có thể mang lại được, cái người khác đấy quan tâm đến họ như thế nào, thì bắt đầu lúc đấy người ta lại mới nghe. Và vì thế cho nên rằng là chúng ta sẽ tìm cách để nói về background của chúng ta, và chúng ta hãy nhớ là ngay cả những người mà biết chúng ta cách đây 3 năm thì cũng không là chúng ta bây giờ nữa. Ngay cả những người mà biết mình cách đây 2 năm có khi cũng không phải là mình bây giờ, đúng không? Cho nên là việc của mình là mình nói, ví dụ như là tôi là Anna, chào bạn, khỏe không? Anna đây. Xong bắt đầu nó bảo khỏe khỏe này kia nọ kia khác. Xong bắt đầu Anna với chẳng Anna thường là Anna sẽ nói là bây giờ Anna xin vài phút nói chuyện được nói chuyện Anna xin vài phút nói chuyện nhé. Xong rồi Anna sẽ nói là bảo nó bảo sao hôm nay có vẻ nghiêm trọng thế, thì Anna sẽ nói là hôm nay là muốn có một cái buổi trò chuyện nghiêm túc một tí. Thì bạn cũng biết là tớ rất là thích phát triển bản thân, và suốt 2 năm vừa qua tớ đã chấm 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 đó, tớ tham gia trong chương trình phát triển bản thân của thầy Adam Khu, cho nên tớ cũng nhận ra rất là nhiều điều và nó mang đến cho tớ cả cái sự thay đổi, không 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 chỉ là con người mà còn những cái sự lựa chọn công việc của tớ, tớ cũng thay đổi luôn đấy. Đấy là background, thế thôi. Vì người này cũng biết mình rồi nhưng người ta không biết là tại sao hôm nay mình lại nói chuyện, thì Anna sẽ nói câu đấy. Nên số 1 các bạn cần phải viết xuống, nếu mà có thể được ạ thì các bạn viết ngay xuống cái background của mình, 1 2 câu mà bạn muốn người ta biết về bạn. Đấy là với thị trường nóng. Còn với thị trường lạnh thì Anna sẽ nói rằng là chào bạn, hôm bữa là mình có kết nối với nhau đấy. Thế thì Anna giới thiệu bản thân một chút, Anna là học sinh học từ thế này thế này, và rồi thì sau đấy Anna có làm doanh nghiệp, và rồi Anna cũng bị rất là nhiều những gọi là rất nhiều những cái trải nghiệm mà nó đáng giá, học phí rất là lớn ở trong cái quá trình đó. Và sự thực thì trong suốt quá trình đó thì bắt đầu Anna đổi sang bước sau,
À, tức là bước đầu nó chỉ khoảng 2-3 câu thôi, đừng bao giờ để cho nó là quá dài hết, đó là cái bước background. Bước số 2. Bước số 2 là bạn về nỗi đau hoặc những gì bạn rất thích mà bạn chưa làm được. Nỗi đau hoặc những gì bạn rất thích mà bạn chưa làm được. Có nhiều người các bạn đi bục vào một cái vào cái giải pháp của chúng ta thì nó sẽ khó kết nối. Việc của mình á, trong cái ngành network marketing này thì bạn cũng cũng đồng ý rằng là việc của chúng ta là chúng ta đi kết nối từ trái tim đến trái tim. Việc của chúng ta là chúng ta làm sao đấy để hai con người có thể xây dựng được một cái mối liên kết chặt chẽ, và từ cái việc kết nối chặt chẽ đó mà chúng ta sẽ làm việc với nhau rất là đơn giản và thoải mái. Và để mà cái người đối diện người ta có thể cảm thấy thoải mái thể hiện con người thật với mình ấy, thì người ta phải cảm thấy mình chia sẻ con người thật của mình với người ta trước đã. Đây là một cái điều mà có trước rồi mới có sau đấy. Nếu như mình dám nói với người ta về cái thứ mình đang lo lắng, nếu mình dám nói với người ta về những điểm yếu của mình, nếu mình dám nói với người ta về những cái nỗi đau của mình, về những sự khó chịu của mình, về những thứ mà mình chưa làm được, mình rất là thích mà mình chưa làm được, thế thì chắc chắn lúc đó người ta sẽ cảm thấy rằng là à, cái kết nối những cái gì bạn này bạn đi chia sẻ là thật. Và khi người ta cảm thấy những gì bạn này bạn chia sẻ là thật thì từ đó tự động người ta sẽ tháo cái lớp bảo vệ của người ta xuống, tháo cái lớp hàng rào bảo vệ của người ta xuống để mà người ta kết nối với mình. Cho nên là đây là một phần rất là quan trọng. Hãy thực sự nhìn nhận xem là bạn đã muốn cái gì mà trong cái công việc hiện tại bạn chưa làm được ạ. Khi mà bạn thực sự nhìn nhận được cái điều đấy rồi thì thể nào bạn cũng sẽ có những cái phần này nói về cái phần này mà rất là giàu cảm xúc. Và hãy nhớ rằng là người ta nhớ những cái, người ta chỉ nhớ được những cái chi tiết mà tạo cảm xúc thôi. Người ta chỉ nhớ những chi tiết tạo cảm xúc thôi. Cho nên là việc của mình á là tạo cảm xúc cho người ta. Việc mình của mình là như thế. Ok, đây là cái cấu trúc, là cái bước số 2 trong chia sẻ câu chuyện bản thân. Bước số 3 là giải pháp. Giải pháp tức là sao? Tức là bạn tìm ra được cái cơ hội này như thế nào, bạn cảm thấy cơ hội này như thế nào, bạn ai là người đã giới thiệu bạn, rồi ví dụ như là mình đang rất là mình thay đổi được cái thay đổi về con người, rồi mình thay đổi được cả cái cách mà mình lựa chọn công việc. Ví dụ sau khi nói thế xong thì sẽ nói rằng là thế là mình vẫn cứ để ý xem có những công việc mà chấm 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 nó mang lại cho mình những cái giá trị chấm chấm chấm. Thế rồi Anna mới tìm tình cờ Anna tìm thấy được một cái một 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 cái công ty. Và cái công ty này thì lúc lúc bấy giờ là mình bắt đầu mới đi dò xem công ty này là công ty như thế nào. Bắt đầu mình mới nói. Và rồi mình phát hiện ra chấm chấm chấm. Đó, đấy là cái cấu trúc mình phát hiện ra chấm chấm chấm. Và vì mình phát hiện ra cái điều đó cho nên hôm nay mình mới liên lạc với bạn, mình muốn nói chuyện với bạn. Bởi vì là bước số 4 là bước tranh tương lai. Bước số 4 là bước tranh tương lai. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình có một cái niềm tin chắc chắn rằng nếu như mình này, bạn này mà làm cái công việc này thì chúng ta sẽ đạt được chấm chấm chấm. Thường là Anna hay nói rằng là nếu ai mà muốn có thể nắm bắt được cái cơ hội này thì người đấy sẽ có một cái cơ hội để đưa cái cuộc đời mình sang một trang mới. Mà thực sự đấy là cái cơ hội này đã đưa cuộc đời của Anna sang một trang mới thật, một trang mới thực sự. Thế thì khi khi mà mình nói chuyện như vậy á thì cái cấu trúc nó sẽ liền mạch, và người ta sẽ cuốn hút theo cái cấu trúc của mình, và người ta cảm thấy rằng là à, nó được có một sự kết nối. Thế trong bốn phần này, phần số 2 là quan trọng nhất. Phần số 2 là quan trọng nhất. Tức là cái phần mà bạn nói về nỗi đau, nói về sự khó chịu, nói về những cái gì mà bạn bạn đang muốn làm mà bạn chưa làm được ạ, cái phần đấy là cái phần rất là quan trọng. Và việc của chúng ta là chúng ta phải làm sao để truyền tải, mà hãy nhớ rằng đừng biến đây thành một cái màn kêu nghèo cả kể kể lể. Mình đừng có biến thành một cái đây thành một cái buổi như vậy. Mà việc của mình là gì? Việc của mình á là mình hãy nói làm sao ngắn gọn súc tích tất cả cái phần mà về về nỗi đau, về sự khó chịu, về những gì bạn chưa làm được ấy, nó chỉ cần kéo dài khoảng chừng 2 đến 3 phút thôi là được rồi, tùy từng cái version. Bởi vì có những người người ta sẽ cho bạn thời gian lâu, có những người cho bạn thời gian nhanh, thì bạn phải biết nói làm sao mà sắp xếp ý làm sao để cho nó gọi là cụ thể và chi tiết. Đồng thời nếu mà những cái thứ mà bạn bạn nói ra nó lại là cùng là những thứ mà người ta cũng bị nữa thì càng tốt. Ví dụ nhá, có những người bạn của Anna đi làm từ rất lâu rồi, xong chị bảo là làm sao để kết nối được với một con người hả em? Thế là Anna bảo là chứ em cái này em cũng chưa biết con người đấy cụ thể là ai. Nhưng khi mình biết con người đấy cụ thể mà mình định kết nối là ai rồi á, thì có phải bạn sẽ ban đầu mình sẽ nghĩ đến những cái điểm chung giữa mình và người đó. Những điểm chung, ví dụ này, cùng đi làm, cùng rất là vất vả, cùng rất là chịu khó mà vẫn không có tiền. Đó, ví dụ như thế. Hoặc là
Rất là muốn có một môi trường để cống hiến, rất là muốn xây dựng một đội nhóm hùng mạnh. Trời ơi, tôi nói thật với các bạn nhé, ai mà chẳng muốn mình có thể xây dựng được một đội nhóm hùng mạnh. Điều đấy là một điều mà Anna cho rằng là mỗi con người đều mong muốn. Tại vì khi mà người ta chưa phát hiện ra là chỉ là người ta chỉ không thích khi mà người ta chưa phát hiện là nó hay như thế nào thôi. Còn khi mà người ta phát hiện ra rồi thì người ta sẽ thích đấy, người ta rất là thích. À, cho nên là mình có thể, mình ở trong này mình biết rồi thì mình có thể nói trước với người ta, đấy cũng là một cái bức tranh mình có thể nói trước. Và sau khi mình nói là cái bức tranh tương lai đó thì mình có thể nói rằng là ở đây mình đã thấy được những người nào đã làm được, và nếu như mà mình với các người đấy mà làm thì chắc chắn là còn đạt được những cái kết quả mà trong cái thời gian nhanh hơn, giả dụ như vậy. Thế thì trong trong cái cấu trúc mà những bước này, bạn bạn về bạn test ở trong đội nhóm của bạn, các bạn hãy bắt cặp để chơi với nhau. Đầu tiên hai người nói về đúng cái giải pháp, hoặc là thế này, khi mà bạn có một nhóm mà đi ví dụ như là đi một chương trình lớn á, mà những người mà cũng học với mình mà người ta chưa biết mình á, thì mình hãy nói như thế trước, mình hãy nói về thẳng về giải pháp của mình để mình xem cái cảm phản hồi của họ làm sao. Sau đó rồi á, mình không nói thẳng nữa mà mình đổi một version khác, là mình đi lại từ đầu, mình giới thiệu về mình một hai câu rồi mình nói về cái nỗi đau, về cái sự khó chịu, về những gì mà mình chưa làm được, mình rất thích mà mình chưa làm được, về những cái như làm nó giống như là những cái gì mà nó đang làm mình chăn trở hàng đêm á. Đó, khi bạn nói về cái đó thì bạn hỏi người ta xem là cái cảm nhận như thế nào, hoặc ngay cả khi bạn nghe một ai đó nói chuyện thì bản thân bạn cũng sẽ cảm thấy rằng là à, mình cũng đang có được kết nối với người ta hay không. Cho nên là nếu như mình đi thẳng luôn vào cái giải pháp của mình thì nó sẽ không hiệu quả bằng là bạn nói đi từ bắt đầu đi từ cái background về sự khó chịu của bạn giải pháp, rồi mới đến cái bức tranh tương lai. Tất cả là như thế hết. Và cuối cùng là mình nói rằng là mình tin tưởng như vậy, cho nên bây giờ á mình rất là muốn trình bày với người ta, và mình xin người ta trong vòng khoảng 20-30 phút để cho mình giới thiệu đầy đủ các cái thông tin ở đây. Và sau khi giới thiệu đầy đủ rồi, người ta sẽ là người tự lựa chọn là cái này có hợp lý hay là chưa hợp lý, cái này có phù hợp hay không phù hợp đối với người ta. Đó, đấy là một cái câu chuyện mà Anna dùng này, đội nhóm của Anna đang dùng, và mọi người dường như là không bị mắc cái phần là trước khi mà mình bước đầu mình vào mình chia sẻ mà mình đi trực tiếp quá vào vấn đề, mà mình bỏ quên mất cái phần là dạo đầu này. Thì đây là một cái phần dạo đầu mà rất là quan trọng, và ngày hôm nay Anna muốn giới thiệu với các bạn ngắn gọn như thế thôi, mà nếu như mình mang ra mình sử dụng thì nó sẽ vô cùng hiệu quả. Và hôm nay là cũng là cái ngày đầu tiên của cái phần 3 cuối của tháng, và chúng ta biết rằng là trong cái phần 3 cuối của tháng này thì chúng ta có một nhiệm vụ là phải đẩy doanh số, đúng không ạ? Ai mà đang có những cái mục tiêu về vị trí thì đã sẽ phải cam kết với cái vị trí đấy, với cái mục tiêu đấy. Ai mà đang có mục tiêu đơn giản là doanh số nào đó thì mình hãy làm tròn cái trách nhiệm của mình với đội nhóm và với chính bản thân mình nữa. Và với một cái không khí là tất cả các đội nhóm đang làm việc rất là hồ hởi, phấn khởi, chúng ta đang làm việc ngày đêm, mà chúng ta đang sử dụng những cái phương tiện online để làm việc, thì cái thời gian của chúng ta làm việc hiện tại đang rất là hiệu quả. Và Anna tin chắc rằng là cái năng lượng của toàn bộ đội ngũ của chúng ta trong những ngày cuối tháng này sẽ cộng hưởng lại với nhau. Hãy gửi những cái năng lượng tích cực lên, hãy gửi những năng lượng yêu thương lên, hãy gửi năng lượng của lòng biết ơn lên, mà chắc chắn rằng những năng lượng này sẽ tìm được đến nhau, tạo thành một thứ người ta gọi là collective mind, tạo thành một cái thứ người ta gọi là ý thức cộng đồng, là năng lượng cộng đồng. Và chính cái năng lượng đấy sẽ giúp cho từng thành viên đâu đó, người ta có thể ngồi ở bất kể thành phố nào, cũng cảm nhận được cái nguồn năng lượng đấy và cảm nhận được một cái nguồn động lực to lớn, và từ đó giúp cho tất cả các bạn đều hoàn thành mục tiêu. Anna xin chúc các bạn sử dụng cái cấu trúc mà 4 bước để có thể xây dựng được một cái câu chuyện hiệu quả này. Hãy luyện tập nó, hãy viết nó ra. Chúng ta phải viết và chúng ta phải sửa. Chúng ta viết rồi chúng ta phải sửa. Và với cái cấu trúc đấy, Anna tin tưởng rằng là sẽ giúp cho bạn có thể kết nối được với bất kể một cái người nào, ngay cả khi người ta rất là khó tính. Và một lần nữa, chúc cho chúng ta sẽ có một phần 3 cuối cùng của tháng bùng nổ doanh số và có cái tốc độ mở rộng đội ngũ thật là lớn nhất từ trước đến giờ nhé. Xin cảm ơn các bạn và xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong cái phần livestream vào thứ 2 tuần sau.